Hello các bạn, đã trở lại với kênh Kylie của mình. Hôm nay mình xin được review một sản phẩm là gậy ba chân, giá đỡ ba chân từ sản xuất là Lazada. Mình thì mới nhận được cái này hồi chiều thôi. Hôm nay mình nói về cây gậy ba chân và dụng cụ đó nha. Mà mình quên nói các bạn mà mua, mà bạn nào mua gọi mình không biết. Nhưng mà các bạn mà mới vừa mua của hãng Lazada, đặc biệt là các bạn phải giữ lại cái miếng này để dễ đổi trả hàng, đừng làm rách nha. Mở mình sẽ mở từ dưới đây nên mình sẽ review cho bạn xem. Cái miếng bóp này nè là nó để trong đây á, là giống như là đỡ bị sốc hàng hơn. Nhỏ mình cũng hay chơi mấy cái này lắm nè, bóp 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 nghe tiếng đã lắm. Đây kệ ba chân mở nha, mình khuyên này nha, đã lắm nha. Ai đây này, nó tặng mình đấy, có gì mình đi đường xa mình mang đi cho dễ các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây như bạn thấy rất đẹp. Đây. Giá này cao thì hình như là thấp nhất á là 340, còn mà cao á thì 1020 gì ta,